Thưa toàn thể các bác thân mến, em lại được gặp lại các bác trong video giới thiệu test chất âm những đôi loa hàng rất là chất nhưng giá thành hợp lý. Trước màn ảnh nhỏ toàn thể các bác đó là hai đôi loa hàng bãi IPO sử dụng bát 30 từ 16 coi 6,3, sử dụng tép kèn titan từ 14 coi 4.4, thùng gỗ sơn sần cát màu đen. Em sẽ chào bán giá tốt nhất, các bác đừng giật mình nhé, 5.500.000 đồng trên một đôi. Em còn hai đôi duy nhất trong buổi chiều hôm nay, 26 tháng 3 năm 2020. Và trong bài test vừa rồi, một nhạc phẩm rất là sôi động đúng không các bác, em chỉ test với duy nhất một đôi IPO bát 30 với một chiếc đẩy HM Hi-Fi Music giá 3.4.000, cộng với một chiếc vang PSS V9 giá 1.700.000 đồng. 700.000 đồng, 1.7 là bao ship kèm dây giác rồi các bác nhé. Đẩy 3.4 tại cửa hàng IPO giá 5.5 triệu, vậy là chỉ khoảng trên 10 triệu đồng một chút thôi, các bác đã có ngay một bộ nghe nhạc hát karaoke để có thể hát tại gia, nghe nhạc tại gia đình mà không phải đi ra ngoài quán xá, để trong cái mùa Covid này tránh lây lan chéo đúng không các bác. Phải nói là rất là tuyệt vời. Em khẳng định toàn thể các bác, rất là chất lượng so với tầm tiền. Xin được nhấn mạnh loa IPO hàng bãi bát 30 từ 16 coi 6,3, tép từ 14 coi 4.4, thùng gỗ sơn sạc cát màu đen. Em có duy nhất hai đôi, các bác có thể mua cả bộ, giá em đã báo. Các bác có thể mua một đôi loa hoặc mua hai đôi loa, giá đôi loa là 5.500.000 đồng trên một đôi. Giá trên em chào bán tại cửa hàng. Video sau em sẽ mở nội thất cho các bác xem. Các bác hãy gọi điện thật sớm cho em ạ. Em chỉ có hai đôi thôi. Trong những ngày tới em sẽ liên tục bán những đôi loa giá hợp lý cho các bác cũng như là anh em. Và em xin phép là sẽ gửi lời chào tới các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào và hẹn gặp lại.